3 bước để tạo một quạt tích điện mạnh mẽ. Mùa hè tươi đẹp của chúng ta đang ở đỉnh điểm, nhiệt độ vào buổi trưa có những lúc lên tới hơn 40 độ. Tuyệt vời hơn là máy bắt EVN thi thoảng cúp điện, đó là một tình huống không mấy vui vẻ. Nhưng đừng lo lắng, chúng ta có thể vượt qua điều này một cách dễ dàng. Video dưới đây sẽ giúp bạn vượt qua mùa hè với nhiều nắng nóng và điện lực bất ổn. Bước 1. Chuẩn bị vật tư. Ống nhựa PVC 110, bạn có thể dễ dàng mua nó ở các cửa hàng vật liệu xây dựng với giá đâu đó khoảng 40.000 đồng một mét ống. Chúng ta gia công chi tiết như video nhé. Mình tin nó dễ dàng với các bạn. Động cơ DC 3VSM 130 20K với thông số kỹ thuật, tốc độ không tải 17.000 vòng, tốc độ mát tải 8.000 vòng. Kích thước động cơ 20x15x25, đường kính trục 2mm. Cánh quạt nhỏ với đường kính trục 1,8mm. Pin 18.650 lithium để có thể sạc sử dụng lại khi hết pin. Và mạch sạc xả pin lithium TP4056 sử dụng chân sạc micro USB. Bước 2, thi công. Mình tin là những bước thi công chiếc quạt nhỏ xinh mà từ đầu video mình đã trình bày tới bây giờ không gây khó khăn gì tới các bạn. Bước 3, trải nghiệm. Nó không chỉ cho phép bạn tạo ra một sản phẩm thực tế mà còn khám phá và hiểu sâu hơn về nguyên lý hoạt động của một quạt điện. Khi bạn tự làm một quạt tích điện, bạn sẽ trải qua những bước từ việc chuẩn bị vật liệu, lắp ráp và hoàn thiện quạt cho đến khi cuối cùng thưởng thức thành quả công trình của mình. Trong quá trình lắp ráp, bạn có thể thử nghiệm các yếu tố khác nhau, chẳng hạn như số lượng cánh quạt, tốc độ quay hoặc kích thước vỏ quạt. Điều này cho phép bạn tìm ra cách tối ưu hóa hiệu suất và mát mẻ của quạt theo ý muốn riêng. Với tốc độ mát tại 8.000 vòng một phút, mình tin nó có thể giúp bạn vượt qua mùa hè này. Những vật tư trên video nếu bạn không thể tự tìm kiếm chỗ bạn đang sinh sống, bạn có thể vào giỏ hàng của mình để tìm kiếm nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hãy cho mình những bình luận, những ý tưởng của bạn, để mình có thêm nhiều video hay và hấp dẫn hơn nhé.